văn lang rộng lớn thênh thang. Hey, hôm nay anh đến nhà nàng anh xem. Hey, hey, thực ra anh có việc đôi. Một thời đòi nợ, hai thời ngắm em. Hey, hey, hey. Nhanh lên. Năm nay ôi trời, con ăn cái gì đâu mà bảo con kéo nhanh được. Ôi, cô ơi, cô làm sao thế? Thôi, thôi xong rồi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Mắt mày mù à? Đâm vào cái cọc buộc trâu rồi. Mày làm thủng cho đông rồi. Úi trời ơi, đau quá. Nhà nào mà nó lại chôn cái cọc trâu ở giữa đường này ông nhỉ? Cũng may đấy, may mà làm hỏng bộ ôm chén của ông thì giết chết mày. À, cũng may hôm nay ông không mặc cái quần mới. Ông mà mặc cái quần mới thì thủng bố nó quần rồi. Thôi đi, chư mày. Trời ơi, cái thằng chết đâm chết chém này. Con mệt quá, không thở nữa. Hay là cụ xuống đi bộ một đoạn đi. Đi bộ á? Đi bộ đấy, mòn guốc tao à? Thế cụ có kiệu sao cụ không đi? À, thế mày biết kiệu là bao nhiêu người phải khiêng không? Tao nuôi mỗi một mình mày mà một năm tao mất bao nhiêu bồ thóc rồi. Mày thích kiểu lắm hả? Dạ, thích. Ôi trời ơi, thằng này nó thích kiểu lắm hả? Thích kiểu lắm. Thích kiểu này. Kiểu này. Chưa chưa? Chưa rồi ạ. Kiểu này. Kiểu. Kiểu lắm à. Kéo cụ. Kéo cụ đấy. Hôm nay cảnh chợ tưng bừng, ngày xuân vui Tết. Bí ơi, Bí em vừa mộng vừa căng, ăn vào một phát là hăng như bò. Phía trước chợ đông người lắm. 3 tháng ra hoa, 6 tháng cụ ra quả. Cụ mặc cái quần này vào cho nó đồng hoàng. Bí em đây, Bí em đây, Bí em đây. Cái chỗ cần đậy, tao đã đậy được rồi. Mặc quần vào để mòn quần của tao à? Ôi thế không mặc à cụ? Mà tao có ở tuồng đâu mà mày phải lo cho tao. Đi vào chợ. Bí em đây, Bí em đây, Bí em đây. Cụ bảo gì ạ? Hôm nay mày có muốn đánh chén một bữa thịnh soạn không? Cụ có mang xu nào đi chợ đâu mà đòi thịnh soạn. Mày lúc nào cũng tiền tiền. Mày cũng mua đi. Mày cứ chờ đấy. Dạ, em chào thầy Lý, mời thầy mua bí em. À, bí em vừa căng vừa mộng đây. À, vâng. Bí em. Ôi trời. Vừa căng vừa mộng. Vâng. Có đúng như lời chị vừa giao không? Dạ đúng, bí em vừa căng vừa mộng luôn. Vâng. À, thế nhà chị được mấy lứa rồi? Nhà em là 5 giai mà 12 gái luôn rồi. Úi trời ơi. 5 giai 12 gái. Vâng. Lấy đâu ra mà căng tròn mọng được. Úi trời ơi, căng mọng luôn thầy ạ. À. Vâng, vâng. Thế em cho thầy bốc bí cái. Úi trời ơi, thầy ơi, để em nhá. Thầy không phải bốc mà để em bốc. Thầy ơi, bí em đây. Bí căng mí mọng đây. Đây. Đúng không? Ôi trời ơi. Bí em đây á? Vâng, căng không? Thế mà thầy nè. Thầy cứ tưởng là bí kia. Đúng thầy. À, mày có thích ăn bí không? Có. Đấy. Thôi được rồi. Bây giờ cắt cho thầy nửa quả. Thầy về thầy xôi thử. Nếu mà ngon thì thầy sang thầy lấy cả quả. Ôi trời ơi thầy ơi. Thế nhớ thầy không giả tiền em thì sao? Hả?
cái mặt thầy thế này mày đi thèm lừa cái mặt nhà chị à? Ừ. Nếu mà ngon ấy thì nhà em có bao nhiêu bí thầy sang thầy lấy hết. Ôi giời ơi, thầy nói thật nhá, có bao nhiêu thầy lấy tất luôn nhá, cả gian luôn nhá. Được rồi, đưa em cắt nhá. Cắt nửa quả. Bỏ nửa nhá. Rồi. Bỏ ra. Thầy ơi, bí em đây, bí em đây. Vâng. Ồ, sao bí em ngon thế này mà em sâu có mỗi một lạt? Ôi giời ơi, thầy ơi, một cái lạt này thôi nhá, mà chồng em trói cả một con bò từ làng bên về nhà đấy. Thế à? Ừ. Ôi trời ơi, thầy trả tin. Thật mà. Bây giờ em sâu cả bó lạt vào đây cho thầy. Ôi giời ơi, cả bó lạt hả? Em chiều thầy đấy nhá. Cô ơi, miếng mém cái tí cũng buộc được, cả nắm lạt thì nát hết cả bí. Mày ngu thế. Ông lấy về để buộc chuồng lợn, đỡ phải mua cây mới. Thầy ơi, đây, một bó lạt của nhà em đấy nhá. Rồi, và... về đó. Và... chào thầy. Này, dạ. Thế mày thích ăn luộc hay ăn xào? Xào thì nhất đi cụ ạ, nhưng nhà cụ làm gì có mỡ. Mày ngu. Mỡ đầy. Dạ thưa thầy, lý rơi bí thầy. Rơi bí thầy à? Vâng. Lại rơi nữa thầy ạ. Nó cứ tự đưng nó rơi. Thế thịt bán được bao nhiêu đây? Thì con bán 1 hào thầy ạ. Bao nhiêu? 1 hào thầy ạ. 1 hào à? Vâng. Sao đắt thế? Không đắt đâu thầy ạ. Ôi giời, mà cái thịt này nó bầy nhảy quá. Mà con lợn của em nó va chạm nhiều, hơi dai. Bao nhiêu bán? Đúng 1 hào thầy. Đúng 1 hào. 1 trinh bán cho thầy nhá. Con không bán đâu thầy. Không bán hả? Vâng. Không bán thì để nó thiêu mai thầy mua. Tiết kiệm được khối mỡ. Cứ thế này mang về xào luôn, không có phải rửa gì hết. Cụ thông minh thật đấy. Dạ, em mời thầy Lý vào mua cua em ạ. Mày thích ăn cua không? Dạ có. Đợi đấy. Dạ, em ơi, này thì mua cua em ạ, cua em cua chiến ấy ạ. Đã nhốt trong cua chó mà nó bò ra được đấy ạ. Thế à? Cua chiến à? Nhốt cua chó mà nó vẫn bò ra được à? Dạ vâng. Cua chiến này, cua này cua chiến nhỉ? Dạ. Chiến. Cua chiến nhỉ? Chiến. Này, cua em nó đánh nhau nhiều, xác lắm, không ăn, thôi để ông khác nhé. Mày vào xin cho tao mấy cái càng cua. Ơ, cua bò lủng ngổm lên kia làm gì có càng của cua. Mày ngu thế, tao bảo có là có. Vào đi. Vâng. Này, bán cho anh mấy cái càng cua về cho gà nó ăn. Dạ, em cho anh nhặt đấy à, em không bán đâu ạ. Cảm ơn. Hàng nhân đâu rồi? Ra đây. Thế hôm qua mày ăn gì? Thưa cụ, con ăn bí xào với lại canh cua. Thế mày cất đâu hết rồi? Con ra cầu ao cho cá ăn hết rồi ạ. Tiên sư cái thằng ăn tàn phá hoại, ông ăn có mỗi một miếng bí, ông cất ngoài vườn mà nó mọc lên cả mấy khóm bí tươi tốt. Mày ăn cả một đĩa bí của ông, bao nhiêu lò hạt, mày chiêu đãi cá hết rồi à? Ra ngay bờ ao, ra ngay ao lấy bí lên không? Nhưng mà nó tan hết rồi. Ôi trời ơi, cái đồ phá hoại, mày giết ông rồi. Đồ ăn hại. Quân ăn hại. Đồ ăn hại. Chào cụ ạ. Không về nữa. Dạ. Lại có việc gì nữa đây? Bẩm cụ, vẫn cái việc hôm qua con cháu Lụa nhà con bị nó ốm nặng quá mà tốn kém tiền phải chạy chữa thầy Lang ạ. Cho nên con sang đây xin vay cụ ít tiền. Con xin thề con sẽ làm thân châu ngựa để đền ơn bác nghĩa của cụ Lý ạ. Ôi trời ơi, thằng cháu vay là thằng dại mà thằng trả lại là thằng ngu. Đây, đây, đây.
Mà tôi cũng chẳng dại, mà lão cũng chẳng ngu. Mà lão già rồi, làm trâu làm ngựa thế nào đi ạ? Dạ, thưa cụ, ở nhà con có đôi gà, con xin mang sang để thế chấp ạ. Này, dạ. Lão tưởng tớ bị điên này. Đôi gà của lão đáng giá bao nhiêu tiền? Dạ. Mà lão đòi vay mấy đồng? Dạ, xin vay cụ 5 đồng thôi ạ. 5 đồng á? Dạ, vâng. Nè. Có mà 5 trinh. Thôi, lão về. Dạ. Mang đôi gà ra chợ mà bán. Thôi cụ thương tình cho, nếu không thì con cháu nhà con nó chết mất ạ. Thôi được rồi. Dạ. Nể tình lão. Dạ. Tôi sẽ cho lão vay 5 đồng. Dạ, dạ, dạ. Đây. Dạ. 5 đồng đây. Vâng. Đúng 5 đồng. Dạ, dạ, vâng. Cảm ơn cụ ạ. Ấy, bình tĩnh, đi đâu dạ. mà vội thế. Dạ. Tôi sẽ cho lão vay 5 đồng. Dạ. Nhưng với điều kiện. Dạ. Nội nhật trong 15 ngày. Dạ. Lão phải trả cho tôi 5 đồng. Dạ. Nếu lão không trả được, coi như mảnh đất của lão thuộc quyền sử dụng của tôi. Ê, ấy, ê, ấy, ê, đây, đây, đây. Ê, lão điểm chỉ vào đây. Cái gì cũng phải dấu son mực đỏ Hà Nội. Coi như xong, điểm chỉ rồi. Dạ. Thôi lão về đi. Thằng Nhân đâu? Mang áo ra đây cho cụ mặc. Dạ. Để cụ sang nhà lão dền thúc nợ. Dạ, con đây ạ. Lâu thế. Dạ. Ôi trời ơi. Ai cho cụ? Nhanh lên. Ủa, cụ ơi, nhưng mà hôm nay cụ phải mặc quần đấy. Mày ngu thế. Làm gì phải mặc quần? Đi thúc nợ chứ có phải họp hành gì đâu mà phải mặc quần. Nhưng mặc quần để nó ngoạn quần của ông. Nhưng mà nhà lão dền có cái hay lắm. Hay lắm gì mày? Hôm nay mày như thằng điên đi. Như thằng dở hơi. Hay hay gì? Nhà cụ có cô cháu gái môi đào như mông. Tóc dài như thể dòng sông. Nó uốn nó lượn ở sông bên nhà. Da trắng như quả trứng gà. Mắt tròn xoe tựa quả cà rái dê. Ôi trời ơi. Sao bây giờ mày mới nói cho cụ? Cứ đưa quả đây. À, thôi thôi thôi. Sao thế cụ? Khoác lên cổ. Đến cổng mặc vào cho đỡ mòn quần. Lê xe. Mày cụ. Ê, ta đi thôi cụ. Người sinh cay dáng cũng sinh, người giòn cay tĩnh, tỉnh tinh cũng giòn. Ôi trời ơi, con ruồi nó lượn như tên. Hôm nay tao đến lão dền, tao chơi. Họa họa. Cụ ơi, cụ nâng cho con cái càng để con xỏ cho cụ cái quần. Càng cái tiên sư vậy, để cụ thở cái đã. Ôi giời ơi. Ai từ từ thôi, mẹ tiên sư mới đau càng cụ. Thằng này. Mày nhẹ nhàng cái tay thôi, xương cốt cụ rão hết rồi. Nhà lão dền có được 20 sao không? Ủa, làm gì đến? Hôm qua con đo bằng găng tay khoảng hơn 20 vạn. Mà nó rơi vào ngót ngắt 19 sao 8 cụ ạ. Cũng tạm được. Dền ơi! Dền ơi! Ra cho mình xiết nợ đây! Bẩm cụ Lý ạ. Cụ Lý sang chơi ạ. Mời cụ Lý ngồi ăn miếng nước ạ. Cụ Lý ngồi ạ. Đã đến ngày trả nợ. Dạ. Dền tính thế nào đây? Bẩm cụ Lý ạ. Cụ thư thư cho vài ngày nữa. Chả là đêm qua không biết làm sao tự dưng trộm nó đến nó dắt mất hơn 10 con trâu của nhà tôi ạ. Cho nên không có tiền để trả cụ Lý ạ. Cụ Lý cứ thư thư cho vài ngày. Tôi tìm được trâu về tôi sẽ trả tiền cụ ạ.
Thứ thứ hả? Dạ. Thứ thứ thì cũng phải để tính xem thế nào. Dạ. Cụ tính ạ. Dền ơi. Dạ. Nghe nói dền có con cháu gái xinh lắm à? Dạ. Cháu nó cũng được cái ngoan ngoan và cũng trắng trẻo thôi ạ. À. Trắng trẻo? Dạ. Úi trời ơi. Dạ. Ngoan mà lại trắng trẻo. Dền. Dạ. Ê, dền cất nó ở đâu? Dạ, cháu... Cháu nó đang tắm ở đằng sau ạ. Ủa tắm à? Dạ. Hay tắm lắm à? Vâng, sạch sẽ lắm ạ. Tắm nhiều chắc sạch sẽ lắm. Dạ. Anh dền. Anh dền dền cho Lý dò mặt cái. Bẩm cụ. Cụ cứ tự dưng ạ. Cứ tự dưng ạ. Ê, cụ ơi. Cụ Lý đi đâu đấy ạ? À, dò mặt. Cháu nó tắm ở đằng này mà. Nàng ơi, ta rất yêu nàng, cho nên ta mới vội vàng tới đây. Úi trời ơi, ước gì Lý Hoa thành chung, còn nàng là rau, ta ùm ùm bên nhau. Úi trời ơi, ta chết mất, ta run bắn cả người. Úi trời ơi, tanh ngoe ngoe. Cậu Lý, cậu làm gì đấy à? Ê, này ông, cụ Lý là con ấy, là tốt nhất cái bầu đấy. Cụ giúp đỡ ối người, cụ cho không bao nhiêu người ấy. Này, cụ cho nhiều lắm, có 5 đồng của ông để ăn thua gì. Ông nói khéo có khi cụ còn cho không. Úi trời ơi, tanh quá, tanh ngoe ngoe. Thằng nhân đâu? Mày dám lừa ông à? Lắm lừa ông gì đâu? Nó bé thế, nó tanh ngoe ngoe thế, ông nhai làm sao được? Giết sư mày, giết mày. Con đâu dám lừa ông? Lão rể đâu? Bấm cụ Lý của tôi đấy. Đã thế cứ theo khế ước mà làm. Ê, thưa cụ Lý, cụ Lý cứ từ từ cho, từ từ cho. Không có từ từ, có tiếc thiết. Nội nhật ngày hôm nay, cháu con nhà lão phải biến khỏi đất của tao. Ê, cụ Lý. Phạm nhân, dạ. Lên xe. Dạ. Ê, cụ Lý. Ê, cụ Lý. Cái xe mò cao nó đâm thủng cái quần mồi của mình. Ui dồi cậu ơi. Ái là cái gì đấy? Cậu cả Kim đang về ạ. Hả? Cậu cả Kim đã về. Vâng ạ, về đến sân rồi ạ. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Cái thằng ăn tàn phá hoại ở trên tỉnh nó đã về à? Này, dạ. Mày xuống bếp xem cái nồi cá khô của tao ấy nó còn tí khâu đuôi, mày cất vào chạn, cất kỹ cho ông. Dạ, vâng. Nhanh lên. Thưa thầy, con đã về ạ. Vâng, anh đã về. Dạ. Anh về đúng lúc nhỉ? Thì con leo lên ngọn rau dền, nhìn về phía nhà ta, thấy ám khí bốc lên ngùn ngụt, con biết ngay là thầy sắp có tin vui. Thế là con về. Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu mẹ kế cho anh. Úi trời ơi, lấy được cô ta thì tao là lợi đủ trong đường.
Trên đời này lại có người dại hơn cả u mình nữa. Thầy ơi, thế cô ta xấu đẹp thế nào hả thầy? Ừ thì mặt ngang mũi dọc kể thế nào tao đâu biết đâu. Chỉ cần cô ta giàu có là được. Còn nhan sắc thì ma cũng tránh, quỷ ngại gần. Dáng người nét mặt 10 phần đười ươi, tao cũng lấy. Thầy vẫn chưa bỏ được cái tính hoang phí của mình nhỉ. Ôi trời, chứ anh dạo này biết lo xa. Thôi, dạ. Anh vào nhà thay đồ đấy. Còn bao nhiêu việc phải giúp tôi đấy. Dạ, bảo thầy con đi ạ. Vào đây. Phấp phới quá cụ ơi. Hả? Ôi trời ơi, đúng là phấp phới quá. Kìa thầy, thầy không mời cô ấy ngồi à? Kính chào cụ Lý, thiếu gia. Xin tự giới thiệu, em là Mimo, đại gia của nước Congo, tài sản có chiếc xích lô mui trần. Cô ấy là Việt Kiều ấy cô ạ. Nói leo. Nói leo. Này, xuống dưới bếp lấy cho tao bát cơm nguội với cả cái đuôi cá khô kho lên đây. Lấy đi, tao đói lắm rồi. Sao mày lộ hết rồi à? Đâu có xíu này. Hôm nay em đến đây cũng không có quà gì cao sang cả, cũng chỉ có mấy chai rượu đế xách tay từ Pháp, một chĩnh vàng ròng nổi lên trên mặt biển em vớt được hôm đi du lịch ở Hawaii tận bên Campuchia. Ui trời ơi, ta thích nhất là vàng, lại còn là vàng nổi nữa cơ đấy. Thằng chết tiệt, đổi chỗ cho thầy. Còn đây là chuỗi ngọc trai em mua khi sang Úc, ký hợp đồng cung cấp lông gà lông vịt trị giá hàng triệu đô. Cả đây nữa. Đây là hộp yến xào sâm em đặt mua ở bên Từ Cấm Thành, bên Hàn Quốc đấy. Hôm nay cũng chỉ là chút quà mọn thôi. Còn khi nào chính thức ra mắt nhà ông Lý, em sẽ dâng hết toàn bộ số tài sản hàng tỷ đô cho ông Lý đấy. Thầy tôi ghét nhất là nói đến tiền. Làm thì tôi xúc động quá. Kìa thầy, thầy không mời người ta ngồi xuống à? Quý cô nương ngồi. Thầy xuống đi. Thầy. Thầy ơi, quý cô đây có lòng mang biếu thầy bao nhiêu là của ngon vật lạ, thầy cũng phải có cái gì để đáp trả chứ. Thằng mất dạy, tao làm gì có cái gì mà đáp trả. Thưa quý cô, thầy tôi nói là thầy tôi không có gì để đáp trả tấm lòng vàng ngọc của cô. Thầy tôi chỉ có tấm lòng chân thành, mong cô nhận cho ạ. Đúng như vậy. Thôi, coi như là thủ tục nhập gia hôm nay đã xong. Em xin mời cụ Lý với cậu đây một chén rượu nhạt em mang từ Pháp về. Chén đầu, em xin chúc riêng ông Lý. Tân nương mời, cụ uống ngay. Dạ. Dạ, chén này con chúc thầy bách dây dai lão. Dạ. Thank you.
nhân đâu. Dạ. Ôi trời, anh đã lấy hết vàng, hết bạc của tao rồi. Ai lấy? Sạch rồi. Còn ai vào đây nữa? Ôi trời ơi. Thằng Kim với cái con phấp phới ơi, hôm qua nó lừa cho tao uống rượu say, bây giờ để tao ngủ quên, nó làm sạch rồi. Ôi trời ơi. Thế thì đúng rồi cụ ơi. Cô phấp phới ấy chính là cháu của lão Rền mà năm xưa cụ đuổi ông cháu của lão ra khỏi nhà đây. Thế hôm nay nó đến nó trả thù tao à? Còn cái thằng Kim khốn kiếp, tao đã sợ tiết tiền tao đuổi nó khỏi nhà rồi, mà nó về nó lấy hết của tao rồi. Quân khổ nạn, cô ơi, bồ kè cáp. Nghe đâu cậu Kim còn tòng teng với cả cô Phấp Phới nữa đây. Kìa, không thổ trời ơi. Ôi trời ơi.